Chơi gái hay vậy? Mất tiêu rồi. Ở dưới luôn ha. Ừ, để đi. Em thấy mới, em thấy nổi rõ kìa. Nước này cạn nè. Ồ, bự dữ. Quá bự luôn. Em đi chài chài cái muốn xỉu mà không bự. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay hai anh em mình dẫn cái nhà đi chài một bữa nha. Chuyện qua đi đến thôi, con của Vinh béo quá. Giờ này mới ngóc đầu vậy nổi nữa. Hai anh em mình nay nước nó rong cái nhà. Bắt đầu thấy cá ụp nhiều quá, hai anh em xách cái chài đi chài một bữa. Mua cái chài lần này là mới khai tương luôn á. Mua cái chài cũng 5 6 tháng, cũng 4 tháng à. Mới đi chài. Nãy béo thấy cá điêu hồng với cá phi nổi đây nè, không biết. Trời ơi, dính được con cá phi. Dạ, yeah, dính được con cá phi kìa. Con. Ừ. Kệ nha, mình coi cố gắng nè. Hên xui rồi. Đó, dính được cái cây nữa kìa. Chạy một cái một con thì mình chạy 10 cái thì cũng được 10 con. Là dư ăn rồi. Con cá phi. Lầm lầm cá tôi tính gì tính đấy. Ý dán kiếm bữa cơm nghe cái cống luôn á béo, nghe miệng cống luôn nè. Thường thường cá hay tụ nghe cái miệng. Cái gì tán tán á, không phải cá lượng nè. Giờ kẹt gì không? Không. Im ghê hả? Hay thấy nó tặng tặng á. Trời trời. Nước không? Nước không? Không có luôn rồi kìa mẹ ơi. Thấy nó mới ập cho đó. Dứt. Trời này xuống lẹ lắm. Không biết có nó ở dưới hay không à. Qua đi câu rồi xong mười mấy cái đó thì mẹ. Ghê vậy? Câu còn nào mấy mình còn dò không dò. Ở đâu nữa? Hả? Trong đâu nữa? Câu xong nghe chỗ cái cồn nữa. Chỗ cái gà đó nữa. À. Cái tê mà. Con câu mùa dế mà. Ừ. Tê với cái dưới không à. Dưới con chua hay ha. Mới ghe đi ra giữa xong câu. Đó anh cũng đi câu đó mấy lần. Có con gì đó he ơi. Có giật giật không? Có. Giật cái chừng nó vô. Hát mát thiệt. Nhỏ. Hai ba con luôn kìa. Ê con cá phi quá tự luôn. Phi nữa. Đừng nhúng coi chừng gớt. Dễ gì. Cái phi quá tự bự luôn béo. Trời ơi. Hai ba cá hát mát luôn kìa. Ập ập nó giận giận đó mà. Trời cá phi. Trời cái điện thoại. Ôi trời. Điện thoại này hơi bị hiệu nè. Điện này hơi bị ngon à. Motorola gì á. Phải không? Sony gì á. Sony ghế xanh. Rồi con cá hát lát này cả nhà. Hai con cá hát lát, cá phi quá trời bự luôn. Vậy là hai anh em mình canh nó ập rồi chạy yếu á. Cái mình chờ bán vậy. Ui 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 ui. Nhắm thấy gì vậy? Rất rất ngoài kìa. Rồi hen cát lát này gì thả vô nuôi được á phép. Ừ. Nhỏ thả mừng nuôi. Ừ. Cái phi chỗ á nó kìa. Cái này có phi là nhỏ rồi. Không xài lên dục kinh. Cái dừa vậy. Hả? Cái ta đặt cống dừa vậy. Cái đó giờ kiếm coi xài được là đồ cổ rồi đó. Chà bá luôn. Chà bá luôn, chà bá luôn. Mày ơi. Mập chứ. Mập. Quá tự luôn. Đúng rồi. Dướng không? Dướng, dướng cái chè không? Thấy mấy cái tre rồi nha. Mốt chặt cái câu tông được ạ. Ngâm hả? Ngâm cho nó lên à.
chắc hát lát nữa quá. Ghê vậy. Mới ập cái bụng đó mà. Ơi có con thét lát nữa bé ơi. Thét lát. Thét lát nữa này cái gì? Thét lát con là sẽ có hát lát mẹ. Thì đó. Nhưng mà không biết chuyện nào bắt được nó thôi. Thét lát này về nếu nhỏ quá về hai anh em thả vô đề nuôi mốt bự cái mình bắt lên. Đúng. Bắt lên nếu mình làm mốt. Ngon quá. Bây giờ anh về không biết nó sống nổi không đây. Vậy vì cây cầu ngay chỗ ngay này hôm bữa hai anh em nướng cái thóc nè. Nướng thư cây cầu. Hả? Đâu không có gì đâu. Ừ cái gì chết kìa béo. Đó cái con kia kìa. Cái phi cái gì chết cho bá luôn kìa. Kìa. Hả? Ờ đây cái này cái mẹ nè. Ừ mới dịch. Cái gì vậy? Ơi, cái tê. Vợ chồng cái tê ơi. Ơi, hên dạ. Hai con luôn. Hai con luôn. Chắc đựng cái hay gì nè. Ơi, văn cục nước. Rửa 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 ơi. Ê cái tê. Hên dạ. Hai con. Chắc vợ chồng hay gì á. Đi lên lên đây cho chắc nè. Để hơi cho nhịn ăn luôn. Ừ, đây. Hên dạ, hên dạ. Nè anh em không đúng rồi. Vô tình. Rồi hen cái tê. Có chút xíu hả? Con cái là... quá. Con cái hơn nó bự hơn con đực. Cá là vậy hả? Sao mình thường thường mình con đực bự hơn con cái? Ai biết đâu. Rồi vô luôn. Con cá này. Hên dưới tại. Cái này chắc hai con liên cặp như nè. Ý mà chạy xéo nó không được toàn nữa. Thường thường nó tập vụ vậy đó. Hồi đó hai chài chuyên gia luôn, ta chài xíu xẹo mà nó dính. Chài toàn ngon lành luôn á, không có con gì hết trơn. Chắc cái rồi, nó bụng chắc nó đẻ ha, bụng mà chẳng. Ừ. Cái tươi trắng hả béo? Tươi trắng, trắng tươi luôn nè. Ừ. Cái tươi trắng. Ôi hên lại. Tưởng đâu hai anh em đi nãy giờ mấy con cá này mới đủ ăn không nữa. Ổn cá. Cái tươi trắng chiên, bóng gần hay luôn. Cầm tay luôn ha. Ừ. Quá đã, quá đã. Đủ ăn chưa hai đi nữa. Thôi mẹ mệt quá mẹ. Ừ. Chứ hồi đừng như đây cũng ngon rồi này cả nhà. Hay khen cái tên. Hỏi khè khè. Nghe lúc gầy yếu lắm. Còn dư âm của hôm qua. Bị những chai quăng vô đầu nhiều quá. Thôi cho thôi cái gì ơi. Từ nãy anh em đi cũng cái cả tiếng hồ rồi đó. Đừng hay cầm cái tên này mừng quá. Trời ơi, cái thác lát xuống địa cái nhà. Cái này cái nhỏ quá. Không có không ăn được. Nó nhỏ xíu à. Thả xuống gặp nó đến đây đi. Mốt mình nó lớn mình ăn thịt nó sao nè hả nha. Nó cá này có cái tê cái ta cái tư tượng giờ có mấy con cá hát lát nữa đó không lành mình khỏe mình khỏe không thả con cá huy nhỏ luôn nha hai cái tê với cái huy bự được rồi thả cái này luôn. Rồi rồi giờ pin vô bằng cá thôi cả nhà. Cả nhà nha. Hôm nay thì bữa nay hai anh em mình chỉ có như đây thôi cả nhà, đi chạy một buổi tại luôn. Hên là được mấy con cá tê nè, hai con cá tê với con cá phi. Mấy con cá nhỏ pin thả nuôi á, cá thắt lát nhậu á mình ăn nó không ngon. Bây giờ thì trước tiên thì mình chiên cá trước đi. Bữa ăn hôm nay đơn giản của hai anh em mình thôi. Lâu lâu đi chạy khai trương đi chạy thì hai cá tê cũng mừng nè. Văng hơn chiên dầu nhiều cá như bảo ha. Đúng rồi, chiên dầu nhiều là cá hơi giòn đắng đủ quá. Giờ để cho nó vàng cái đêm tảo được dạ. Ôi trời trời trời, trong thời gian mà trời cái vàng thì mình sẽ làm một chén gừng. Ê dạ đủ quá kỹ. Rừng này mình đâm nó mới ngon, đầm nó mới ngon.
đi xe sắt lát 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 pin đâm đó nha, làm dĩa mắm gừng ăn cho ấm người, nếu về cảm cảm nè, khi không khí lạnh á. Cái nhà nghe pin đổi giọng không? Thì không nha. Nghèo bên này nữa à, nào mà đừng nghèo tao nha. Cái này pin làm xong rồi, cho đường vô nha cái nhà. Cái này thì ngọt ngọt, ngọt ngọt mặn mặn, làm vậy nhẹ thôi, đừng quét gừng cho nó nhiều nhiều vô mới được. Cái này pin làm mắm gừng á, thường pin ăn mấy món nước mắm gừng á, pin thích nó chấm mà quét gừng nhiều lắm, nên làm pin làm nó ngọt ngọt nhẹ hơn, nó mặn nhẹ thôi. Người ta mới thịt thịt ra, chấm vô ha. Kẹo còn hơi thịt. Ăn cá chơi giờ thì thịt thịt, lại mắm gừng. Ớt có ớt. Ớt chút xíu thì chắc tôi đi. Ok. Ớt cũng nó cay cay, không cho nó ấm. Trời dùng rết nè. Điện nắp chưa? Hơi sướng. Đây, trời ơi, dễ luôn cả nhà. Thì đây làm hết cả luôn á. Rau luộc, mắm gừng với cá chê chiên. Cái mùi gì ngọt ngọt. Nghe cái mùi gừng cũng kích thích lắm á. Cá ọp nữa hả? Ọp nữa hả? Thắt lát ở đây nhiều lắm á. Cái cắt nó ghê mới được, mới tẩu được. Thì con cá béo, béo, béo nãy mình phát hiện béo con bằng hư cái con đó nha. Cái tri chiên là béo bằng béo chơi béo cắt cái kỳ. Cái tri chiên mình phải để cái kỳ, ngon nhất là cái kỳ á. Không, em cắt không bỏ rồi. Nó cái kia, cái kỳ, cái kê mình chiên cái phần đó nó mỡ, nó béo á. Nó ngon. Còn cái trê này, cái đầu á, là chỉ ăn được cái món chiên này là ăn được cái đầu thôi. Chiên giòn ha. Ờ, nó kho rồi ăn không được. Con này hơi bị khó nè. Để giúp cái muỗng á. Con cá hơi phi rồi. Thì đây cái lo cá hát lát ập nhiều ghê ha. Mấy giờ ra dằn lưới đó, hai anh em mấy kha cuốn dính á. Mà câu khó dính quá à. Dằn lưới á. Dằn lưới lẹ. Khó, nó vàng 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 nên là mình dễ đỡ lắm. Cá mà mình chiên mình gấp quá, mình trở liền á, nó sẽ bị bể chứ. Giờ nó chưa có giòn đâu, chút xíu nữa khay vớt ra rồi nó mới giòn. Giòn nhiều lắm không? Chơi gì chiên cá phát hiện ra cái chú thích lá sâm rồi. Dễ nhiệt, dễ nhiệt. Lá sâm đó mốt mình được cái vàng kiên cố hay, mình tòng mình phủ luôn hay. Đúng không? Nó lâu quá. Rồi, chiên nó đi. Nó vàng. Nó ra thôi cả nhà. Cái ra mình luộc ra là mình có bữa cơm mình nó sẽ giòn nè. Ui dạ. Ở đây tiện quá ha. Hồi xưa thì xài toàn là lá chuối. Bây giờ thì xài toàn là lá mướp. Món toàn chuối cho hay xài nha. Ok. Ông tả anh em mình giữ được mấy cây rồi đó. Vậy đó. Có cái cây mà anh em mình giật lá này nó có con rồi. Ơ lộn. Có tái rồi. Cá trê giòn cá thì nó vừa vừa thôi. Thôi bây giờ mình sẽ luộc rau nha. Không lạnh. Giờ mình sẽ cho cái này vô luộc cái nhà ơi. Cầm thôi. Cái này là tầm lum hết trơn, rau muống nè, rồi rau lan nè, rồi mướp nhỏ nè, mướp bông húp nè. Lúc nãy béo đang còn cá hai bên đi. Cho nó miếng bột ngọt với miếng chanh rồi là bao trắng luôn. Chanh chứ. Bao chanh luôn. Rồi. Chốt rồi. Này có hấp nước này không? Không. Không rồi. Ăn gạo. Ăn gạo hấp nước không? Không. Trời, nó do sâu lên trái rồi nó dớt ra cái gì. Dớt kìa, đầu bỏ tới cà chua vô hả? Dầm ra. Trời, chiên nào vậy? Hồi đó làm nhà hàng đó. Hồi đó luộc rau muống luộc đó. Rồi đầu... Muống luộc rồi, cà chua nước tương đúng không? Đúng rồi. Đây.
cả nhà ơi. Hay quá ha. Đó, vớt về nè, cái hồi cái nó kéo nó kinh bỏ vô gì cá mà luôn. Đấy. Vậy thôi. Có kinh nghiệm. Vậy mà nãy em sợ nó nhiễu nó xuống xuống sàn. Hôm đó giờ ăn rau luộc nhiều lắm. Đấy, bò nó nghe mùi rau luộc nó gống như vậy không? Ghê không? Đặc biệt cơm thôi. Cá chê chiên nước mắm gừng. Quá đẹp. Rồi bữa cơm thôi. Rồi. Mời cả nhà đi anh ha. Mời cả nhà ăn cơm cùng hai anh em mình nha. Rồi mời cả nhà. Hôm nay cơm canh đậm bạc, xách cái chạy đi chạy vòng mà chỉ được có mấy con à. Hên là dính được hang cá trê á, không ấy là nghỉ ăn luôn rồi. Giờ chồng cá trê. Bự nhỏ hả? Cái lấy gì? Em lấy cái muỗng, tính lấy cái muỗng. Chi à? Chơi muỗng hay luôn? Chơi luôn rồi ha. Lấy cái muỗng chơi nước mắm hả? À. Cơm thôi cả nhà ơi. Giúp. Mời cả nhà nha. Là miếng nấy luộc cái nó cũng muốn nguội gì ta. Thiệt tài này cảm nè, cho mỗi im ăn gừng cho nó ấm. Cái mướp luộc mà mình ăn miếng chanh được cái màu nó ngà kì ha. Nó xanh á. Nó không có xanh tươi. Nó xanh sao sao á. Cá trê đây, quất cái bụng. Cái bụng mới tính gì tính. Bụng có cái gấp á. Chạy mày luôn nè. Chạy đậm luôn nè. Tưới lên. Lên ngược lên mới được. Ăn cho nó ấm. Dây cảm mới được. Mắm gừng mà ngọt ngọt ăn dễ ăn ghê luôn. Đúng rồi. Rồi xương nè. Này tại mình luộc rau nó hơi lâu á, nó bớt giòn á, khi mình lấy giòn nó á. Mà cái chơi chiên đường hay thấy cái nhỏ rồi béo. Nó giòn hết á. Nhưng mà giờ có hai cái tên là mừng thấy bà luôn á. Mấy là nãy ăn cá tê với mấy cá ấy nhỏ à. Đó trời không đến hả giờ chưa vô đâu. Trời đi nữa hả? Ừ. Cá... bữa chiều mới được mà. Mấy cái hát lát đây mà không có cá bự ra. Chắc có hả? Có mà mình chạy không. Hay nó trốn hả? Ừ. Chưa bữa văn lưới cũng dính hai con đó hả? Ừ. Chạy luôn á. Không bự dữ gì chứ. Cái này lâu lâu ăn lại cái này ngon quá. Ngon ha. Ừ. Xong có một cái khúc đầu đó. Đầu lâu. Rau tùm lum luộc. Tùm mớm nóng nóng đã quá. Hey. Tùm mớm nóng nóng đã quá. Mớp mà mới ginh ra cứ ăn liền coi chừng bị phỏng luôn đó. Ừ. Hãy nắm cái tông á. Cắn vô cái lấy mấy cái răng không. Hay đó. Lúc đó hỏi chào xui, ngon lần không biết ngon lần hai. Nhưng cũng hết găng à. Cháu muốn gọi hai mấy ăn lại cái tên nữa. Ừ. Cái tên mua mình ăn nó chắc thịt ha. Đúng rồi. Nó ngọt mà nó chắc nữa. Kinh giờ bắt cá tê khó hơn bắt cá lóc luôn á. Nha, kiếm cơm cũng dễ ha, ở dưới quê mà tính ra kiếm cơm kiếm đồ ăn dễ á cái nhà. Ừ. Điên dầm xách chài xách lưới hay xách câu điên dầm ha. Còn nếu mà sắm thành thị chắc phải có tiền. Kiếm dao này ra phải dùng ngoại ô mới có. Giá tôm này kia cũng có vất vả nữa. Tại nên ta mua. Ừ. Chứ còn là mua thôi. Theo anh em mình.
ở quê sách đi vòng vòng đi hái rau hoặc là đi câu cá giăng lưới rồi là có đồ ăn. Ở quê mình chỉ cần có sức khỏe thôi là có cơm thôi. Đi vòng vòng. Không tỉnh nè, nhưng mà ở tỉnh thì kiếm tiền nó dễ, thành thị kiếm tiền cũng dễ, nhưng mà xài tiền cũng dễ luôn. Mức sống cao. Nó hiểu không? Đó, lúc mà bên lên tỉnh là phục vụ rồi mà hồi hắn kiếm 7-60 triệu luôn á. Thấy cũng tiền hết tân, là phục vụ tháng 7-8 triệu không phải? Ừ. Tính hết tiền tiếp với tiền lương này luôn kia luôn cả nhà, cũng được 7-8 triệu luôn á. Rồi tính ra tiền nhà trọ ăn uống rồi cũng hết tân. Có thời gian là khổ hay bà luôn. Ừ. Chứ nhiều khi trong túi không được 50.000 bạc luôn. Ở quê tuy là làm được 4-5 triệu, 4 triệu vậy đó mày có dư. Còn ở đó thành thị làm lao động như mấy anh em mình lên làm 7-5 triệu vậy đấy cũng hết tần. Hồi đó rồi em ở cũng 5 năm trời. Mà giờ nó cho em sự lựa chọn, em không đi. Cỡ nào cỡ em cũng ở đây, không đi nữa. Ở đây cho nó an nhàn. Là em về đây cũng 6-7 năm rồi, quen rồi. Dạ, bỏ hai tải cái hay thấm nữa. Ông hay hổ. Đang mà làm bắt cá hay ra quen rồi. Thấm lại là hoàn cảnh nào rồi đẩy đưa vô đó với ơi. Nhiều khi khó khăn quá cũng phải giác đích đi làm. Nhớ hồi nào cũng gần. Mới đi có mới 15 tuổi rồi. Lên cô chủ nó nói với cái cô mà dẫn lên á, có đi nẹo vậy có làm được không? Cũng gán lên những ngày đầu nhổ lông vịt rồi xong rồi phục vụ nó bưng bê. Gấp qua gấp lại mười mấy năm nhấp quay qua lại cái hai đứa con hay thiệt chứ, cài thiệt chứ. Hay quá hay rồi. Thôi. Ừ, quá quá. Cá còn rau hết hen. Cái dao luộc hồi đó là lúc mà hay đi bộ đội chuyên gia luôn, cái dao luộc nước mắm, dao luộc nước mắm mà đi vòng dao luộc không. Chứ một cái phần ăn ở trên bếp nó sạch à, ăn có đủ, mình đâu được ra ngoài đường mình đi mua thêm phần ăn cho mình đâu. Chứ mà bếp cho nhiêu ăn nhiêu thôi, tại vì hai làm đến của ship nữa cơ quan á, cái kinh thảo bằng ăn nó gì à. Làm gì mình luộc, kiếm rau luộc ở đây kia mình ăn thêm. Một tuần với được ra ngoài rồi, có ngày chủ nhật. Đánh cá rồi chắc người ta nuôi luôn hả? Ừ. Tự nuôi cũng có nhập ở ngoài nữa. Thương rồi mà. Xong rồi lấy hàng. Hàng để lại cho mấy anh đệ. Cái này là bữa ăn mình vừa đủ luôn nè. Hai ông ăn cá thì vậy, bệnh em không vậy? Không, hay để ké quá. Thôi nói chứ bye bye cái này nha. Rồi bye bye.